nói như vậy đấy thưa đại chúng đấy. chúng ta có ai trong tâm mình nảy ra được cái ý nguyện một cái, một cái trí nguyện như vậy không một cái tìm cầu như vậy không có lẽ trong đời chúng ta phàm phu thế gian này bây giờ gần 8 tỷ người không có ai nảy ra cái ý định này đâu Đúng không? Đúng không? Đúng không? cùng lắm ví dụ cũng thế có thể là tìm một con đường để để mà lo cho mọi người cái này cái kia thôi an nguy của quốc gia, của xã hội đến thế là lớn lắm rồi. Chứ còn đâu ai nghĩ được rằng mình sẽ đi tìm một cái gì đó tối thượng, đem lại an lạc tuyệt đối cho tất cả muôn loài chúng sinh. Ờ, cái cao thượng này không ai nghĩ đến. À, không ai nghĩ đến. Và vì cái chí nguyện như vậy cho nên ấy, Thái tử đã đi đến chỗ của à, tu sĩ Alara Kalama À, rồi đến đó ngày tu học với tu sĩ Alarakalama à, Ở đây chúng ta lại được thấy thái tử đúng là con người rất đặc biệt à, Thái tử nói sao Ta suy nghĩ không phải chỉ có Alarakalama có lòng tin Ta cũng có lòng tin Không phải chỉ Alarakalama mới có tinh tấn Ta cũng có tinh tấn Không phải Alarakalama mới có niệm Ta cũng có niệm không phải Alara Kalama có định, ta cũng có định. Không phải Alara Kalama có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được Pháp mà Alara Kalama đã tuyên bố. Đấy. Thì chúng ta mới thấy con người của Ngài rất đặc biệt. Và Ngài đến học tu với Alara Kalama. Alara Kalama tuyên bố về về sự chứng đạt vô sở hữu xứ của mình. Thì Thái tử nói không phải ông ông thầy này Mới có tín, ta cũng có tín. Ta cũng có thiền định, ta cũng có niệm, ta cũng có tuệ. Cho nên ta quyết, ta phải thành tựu được cái này. Đó. Và sau khi Ngài nỗ lực, Ngài cũng chứng đạt được như vậy. Chứng đạt được như Alara Kalama. Đó. Đấy. Và như vậy thì chúng ta mới thấy là sao? Người tu phải có cái đức tự tín. Phải không? phải có đức tự tín không được khinh mình Đấy, như tổ quý sơn có dạy làm sao bất ưng tự khinh nhi thối khuất vào bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ à, người kia là bậc trượng phu thì ta đây cũng phải là bậc trượng phu bất ưng tự khinh nhi thối khuất đừng có tự mà khinh mình để mà thối, thối khuất tức là lui sụt à, mà xem thường mình trong chúng ta ai cũng có một cái trí khí rất tuyệt vời chỉ vấn đề là chúng ta có biết khai thác nó hay không có biết dùng nó hay không có biết lập trí hay không đấy thưa đại ở đời là hơn nhau ở cái chỗ lập trí đấy thưa đại chúng hả? lập trí à, có trí thì nên không lập trí thì không thành tựu được cái gì cả dẫu người ấy là nhỏ bé thôi nhưng mà có ý chí lập trí thì rồi cũng sẽ nên à, có trí thì nên mà có công mài sắt có ngày nên kim là chỗ này hả? cho nên thái tử chúng ta thấy rất là hay đến học đạo với ông thầy cái alara này kalama này khi ông thầy tuyên bố về sự chứng đắc của mình thì thái tử nói ta cũng có đầy đủ các cái, cái điều kiện như vậy thì ta cũng phải chứng đạt được cái pháp này và rất nhanh chóng thái tử đã đã tu tập và chứng đạt được cái pháp như Arakalama đó. Thế và sau khi mà ngài chứng đạt pháp này rồi á, ngài đến trình với Arakalama thì Arakalama cũng rất là hoan hỷ, rất hoan hỷ. Nói chung là thấy người xưa đó người xưa người ta tu tập người ta cũng rất là rất là đặc biệt, chứ nó không có cái sự giả dối nhiều như thời nay, và chính Anarakalama đã nói sao? Pháp mà tôi tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố thì chính pháp ấy hiền giả cũng tự chi tự chứng tự đạt và an trú. đó. Pháp mà tôi biết chính pháp ấy hiền giả cũng biết. Pháp mà hiền giả biết chính pháp ấy tôi cũng biết. tôi như thế nào hiền giả cũng như vậy nay hiền giả hãy đến đây hai chúng ta cùng chăm sóc hội chúng này đó ông Alara kalama mời thái tử ở lại đây để chăm sóc đại chúng cùng với ông ấy như vậy là phải nói rằng ông Alara kalama cũng rất là rất là đặc biệt rất là khiêm tốn à, tuy là thầy thật đấy nhưng mà khi trò chứng đạt được như mình ông cũng rất là tôn trọng à, rất tôn trọng rất khiêm tốn và như vậy này các tỳ kheo Ara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta là đệ tử của vị ấy ngang hàng với chính mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. đấy người xưa người ta hay như vậy đấy thưa đại chúng. Người xưa rất là hay. Như vậy là gì? Ở đây người ta vẫn là trọng trọng cái pháp chứ không phải là không trọng cái pháp. Trọng cái đó chứ không phải là đặt nặng về con người, người này thành tựu được pháp thành tựu được trí tuệ như thế thì mình kính trọng cái chỗ đó đấy người xưa người ta vẫn hướng về cái đấy không như thời nay thời nay chúng ta trọng người ở cái gì ở cái địa vị trọng người ở cái tài sản của cái à, tiền bạc cái giàu sang mình trọng chứ mình lại không trọng được ở cái nhân cách ở cái trí tuệ của người ta Ở người xưa người ta đặt được cái chỗ này đặt nặng ở chỗ này đó cái đó là cái chúng ta phải học thế và này các tỳ kheo rồi ta suy nghĩ tự suy nghĩ pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Thì ở chỗ này chúng ta mới thấy thái tử làm sao cái trí nguyện của ngài, cái mục đích của ngài là phải đi tìm cho ra cái gì trí thiện, cái gì mà không sinh, không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, không khổ não, không ô nhiễm, cái mục đích mình phải tìm được. khi ngài tu đạt chứng được vô sở hữu xứ, thì ngài thấy cái pháp, cái sự chứng này này, cái chứng này, cái chứng đạt được này nó không có dẫn đến được những cái mục đích mà ngài đặt ra, mặc dù cũng rất là nỗ lực, à. Nhưng mà cái này chưa phải là mục đích mình tìm Chưa phải là cái mình mình tìm đến Cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ Sẵn sàng từ bỏ Thưa đại chúng, lúc ấy tu chứng được vô sở hữu xứ là rất là là cao rồi đấy Ở xứ Ấn Độ cổ ngày xưa Thực sự có hai vị đạo sĩ là ông Alarakama và ông Ất Đồ Lam Phất thôi này Hai vị này là hai vị gọi là đạo sư thời đó nổi tiếng nhất ở hai cái tầng thiền rất là, là cao thế nhưng mà thái tử khi đạt được rồi thái tử thấy cái này vẫn chưa phải là mục đích của mình chưa phải là cái mình cần cái mình cầu ngài cũng sẵn sàng ngài từ bỏ sẵn sàng ngài từ bỏ có thể có nhiều người khi thành tựu được như vậy rồi là dừng lại ở đó luôn đấy và nghĩ là thế này là quý lắm rồi và không tiến thêm được nữa đấy, trong nhà thiền có cái câu chuyện có anh nông dân này anh trên đường từ xa về nhà anh gánh một gánh gánh cỏ khô Thế trên đường anh đi được một đoạn đường dài thì anh gặp, gặp trên đường có một đống sợi gai thế thì anh nhìn thấy sợi gai rất là quý nhưng anh nghĩ là ôi rồi mình gánh cái gánh cỏ này lâu lắm rồi bây giờ mà bỏ nó đi thì phí thôi cứ gánh thì thôi không lấy gai nữa thế là đi thế anh lại đi một đoạn dài nữa thì nhìn thấy một gọi là một đống bông sợi bông đã bỏ bên vệ đường rất là đẹp rất là tốt thế thì anh ta cũng lại trần trừ cái bông này quý quá bông còn quý hơn cả sợi cả cái sợi gai thế nhưng mà cái gánh cỏ khô này mình gánh từ đầu bây giờ bao lâu rồi bao nhiêu công mất công gánh nó bây giờ bỏ nó thì cũng tiếc tiếc công mình gánh Đấy. cho nên là thôi lại không gánh bông nữa đó thưa đại chúng và cứ thế rồi đến khi anh thấy một đống vải nữa người ta bỏ bên vệ đường rất là đẹp anh ta cũng chỉ vì tiếc cái công gánh cỏ mà cũng không lấy cái gánh không lấy cái đống vải ấy và anh ta cuối cùng thì anh ta gánh được cái gánh cỏ khô ấy về nhà đại chúng câu chuyện ngộ ngôn này để nói là ở trên đời không phải là không có những người như vậy khi thành tựu được một cái sở đắc nào đó rồi ấy thưa đại chúng thì là dậm chân ở đó vào vì tiếc công của mình vì nghĩ thế này là được rồi thế này là tốt rồi thế này là cao quý rồi danh dự rồi cho nên dẫm chân tại đó không dám từ bỏ chấp thủ ở đó. Thế nhưng thái tử thì không. Một con người rất đặc biệt khi thấy mục đích của mình chưa đạt được thì mình phải tiếp tục dẫn bước. Tiếp tục đi chứ không thể nào dẫm chân tại chỗ với những cái thành công mình mình đã có. Cho nên con đường đi đến thành công phải là vượt qua các cái thành công nhỏ mới có thể đến được cái thành công lớn là chỗ này. Thế thì chúng ta phải học ở cái thái ở cái chỗ này của thái tử. À sẵn sàng từ bỏ những cái mình đã đạt được mà cực kỳ khó khăn mới đạt được đấy nhưng ngài cũng sẵn sàng từ bỏ khi cái đó chưa phải là mục đích của mình, chưa phải là cái mình cần mình đạt tới thì thái tử đã ra đi và sau đó thái tử đã đến học với ông đạo sĩ Uttaraka Ramabuta tức gọi là ông út đầu lâm phất đấy và tại đây thì thái tử cũng chứng đạt được cái pháp thiền cao nhất thời đó và cũng là cái loại thiền cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ và sau khi mà chiêm nghiệm thấy cái cái chứng đắc này cũng chưa phải là mục đích tối hậu cái chứng đắc này chưa dẫn đến ly tham, chưa dẫn đến đoạn diệt, chưa dẫn đến được cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát Niết Bàn. Thì Thái tử cũng từ bỏ cái, cái lối tu này. Và lúc này thì Thái tử đã một mình dẫn thân và Ngài đã tự gì? Đi đến đi đến cái vườn khổ hạnh lâm và đi đến khổ hạnh lâm để Ngài tu tập mà tại đây. Ngài làm sao? ta đã đi này các tỳ kheo ta một kẻ đi tìm cái gì trí thiện tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ ta đã tuần tự du hành tại nước Magadha tức là nước Ma Kiệt Đà và đến tại tụ lạc Uruvela tức là cái rừng Ulu uh, Tần Loa đấy à, tại đây thì Thái tử đã khổ hạnh tu tập và sau đó Thái tử đã trở về Trung đạo tới cội cây bồ đề tu tập thiền định và ngài chứng đạt được đạo quả tối thượng. Đức Phật nói thế này: Này các tỳ kheo, ta tự mình bị sinh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sinh, ta tìm cầu cái không sinh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn và đã chứng được cái không sinh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn tự mình bị già, bệnh, chết, sầu bi, khổ não, ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, bệnh, chết, sầu bi, khổ não, ô nhiễm, ta đi tìm cầu cái không bị già, không bệnh, không chết, không sầu bi, khổ não, ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn và đã chứng được cái không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, không khổ não, ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Đó. Bây giờ là mục đích của mình mới đạt được đấy. Và chi kiến khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động, nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sinh nữa. À, giải thoát. Thì đấy, đây là cái mục đích cuối cùng tối hậu cái mà ngay từ đầu khi rời bỏ cung thành Thái tử đặt ra vào cái tìm cầu của ngài, tìm cầu cái gì trí thiện, cái gì là tối thượng an ổn niết bàn, cái ý mình cần và cần cho tất cả chúng sinh, thì bây giờ ngài đã tìm ra, tự ngài tìm ra nó và phải đạt bằng được nó, thực chứng nó thấy rõ ràng rồi, cái này là cái cái tối hậu rồi, ngài mới có thể mới thôi thưa đại chúng chứ không bỏ giờ chừng Đó. thế cho nên qua cái bài kinh này với cái tựa đề là người đi tìm cái trí thiện thì chúng ta mới thấy được cái sự xuất gia của thái tử tất đạt đa là sự xuất gia vì tìm cầu cái trí thiện cho đời cho mình và cho đời không phải là sự xuất gia của một kẻ yếm thế chán đời thất tình vào một cái gì rất cao thượng rất cao quý thưa đại chúng ở trên đời này có một người nào chỉ khởi một cái tâm niệm vì lợi ích cho tất cả chúng sinh thôi cũng đã là vô cùng cao quý rồi. Cho nên trong kinh Đức Phật nói đấy, một niệm tâm từ đem lại vô lượng công đức là như vậy. Ngài vì cái tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, thế tất cả chúng sinh đều bị sinh, già, bệnh, chết, khổ não, yêu bi, sầu và ô nhiễm. Cho nên Ngài quyết đi tìm cái gì ra khỏi cái gì không bị giả bệnh chết, không bị sầu não khổ đau và tìm cái này cho chúng sinh, không phải tìm chỉ cho riêng mình. Đó, Ngài tìm ra, thấy được rồi Ngài sẽ đem đến chia sẻ cho tất cả chúng sinh. Đó, cái đó đấy cái cái sự xuất gia của Ngài là như vậy, cái lý tưởng xuất gia của Ngài là như vậy, nó rất cao quý, nó đi tìm cái trí thiện tối thượng cơ mà. Chứ đâu có phải là cái chuyện đi xuất gia để kiếm miếng cơm manh áo đâu không phải hay là đi xuất ra để tìm cái chùa to không phải mà đi tìm cái này đó thế cho nên qua bài kinh hôm nay nhân sự kiện à, kỷ niệm ngày thái tử tất đạt đa xuất ra ngày đức phật xuất ra tăng ni chúng ta nhất là tăng ni phải xét lại xem lại cái trí nguyện của mình sự xuất gia của mình cũng vậy phải, phải là đi tìm cái trí thiện đi tìm cái mục đích cao thượng của cuộc đời này cho chính mình và cho tất cả mọi người và đó là tìm cái cái trí thiện cái tối thượng an ổn cái niết bàn đó tìm được cái vô và có thể nói rằng cái gương hạnh của ngài sáng mãi từ ngàn xưa cho đến mãi mai sau tổ sư đại ca diếp đã là cái người mà đứng ra để tổ chức kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập niết bàn Ngài được tăng chúng suy cử làm cái người đứng ra để kết tập kinh điển kinh điển của Đức Phật ấy được sâu kết lại phải không? và Ngài đã là người đứng ra để mà kết tập kinh điển lần thứ nhất này để sau này có kinh điển cho chúng ta tu học đó nó rất là quan trọng rất là quan trọng thế và cái đặc biệt của ngài á chúng ta qua xem vở hoạt kịch chúng ta thấy vào ngài sinh ra trong một dòng dõi rất là uh, cao quý dòng bà la môn gia đình giàu có rất giàu có thân tướng của ngài rất đẹp đẽ nữa thế nhưng mà mà sao mà ngài lại là cái người không đam mê cái dục lạc trần gian Vì đến khi bố mẹ coi như là ép ngài phải lấy vợ thì đây cũng là ngài cũng bất đắc dĩ thôi. Chứ còn thực sự ngài cũng không muốn. Thế mà cũng là cái duyên phước đầy đủ của ngài. Khi mà ngài tìm được một cái người bạn đời thì người bạn đời này cũng chung một cái tâm nguyện với ngài, đó là muốn sống một cuộc sống phạm hạnh và muốn được đi xuất gia. Thế cho nên hai người đã ở với nhau 12 năm trời phụng dưỡng cha mẹ nhưng hoàn toàn giữ gìn phạm hạnh. Cái điều đó đại chúng thấy có khó không? Rất là khó, đúng không? Chúng ta phải tán thán cái hạnh này của Ngài. Nha. Khó lắm đấy. 12 năm, hai người ở với nhau chung một nhà như thế mà vẫn giữ gìn được cái sự trong sạch, cái phạm hạnh không phải đơn giản. Nhất là lúc ấy còn đang đang trẻ chung chứ không phải là một vị già. Đó, thế thì chúng ta thấy là cái trí nguyện tu hành của ngài rất là lớn và có thể nói đây chính là ngài được thừa hưởng từ những tiền kiếp rất xa xưa đã tu hành rất nhiều rồi. Cho nên kiếp này gọi là các công đức các ba la mật của ngài nó chín mùi, cho nên nó mới đủ được những cái phước duyên thế này. Thế và sau khi mà lo báo hiếu cha mẹ xong, thì ngài và vợ của ngài hai người đã cùng nhau uh, phát nguyện đi xuất gia, bỏ hết tất cả tài sản lại để đi tu coi của cái đúng thật sự như là cái đồ bỏ đi thôi, không liên tiếc. Và khi đi tu, Ngài gặp được Đức Phật thì Ngài đã phát nguyện thực hành khổ hạnh và đầu đà. Thì Ngài là đầu đà đệ nhất. Ấy. Nếu theo như trong lịch sử chúng ta tìm hiểu thì Tổ sư Ca Diếp là một trong những người đầu đà đệ nhất. Thì pháp hạnh đầu đà, Đại chúng biết là có 13 cái hạnh đầu đà đầu đà nghĩa là khổ hạnh. Thì chúng ta biết đạo Phật ấy, Đức Phật thì chủ trương là trung đạo. Không có khổ hạnh thái quá, cực đoan và cũng không thụ hưởng dục lạc một cách đắm say. Thế thì ở đây á, Đức Phật phê phán cái khổ hạnh là khổ hạnh thái quá. Như các ngoại đạo họ hành thân hoại thể, đánh đập hành hạ cái thân thể mình. Thế còn cái khổ hạnh đầu đà ở đây á nó không phải là cái khổ hạnh thái quá mà nó hỗ trợ rất nhiều cho hành giả trên bước đường tu tập. Nó hỗ trợ rất nhiều và cái công đức của hành đầu đà rất là lớn. Đó, và trong kinh Đức Phật cũng nói đấy, cái phần, cái hành đầu đà mà còn thì sẽ còn có những vị A la hán xuất hiện. Đó nó quý như vậy cơ mà. Thế thì chúng ta thấy là ngài Tổ sư Ca Diếp ấy, ngài phát nguyện chỉ cái hạnh đầu đà này mà ngài trì hạnh đầu đà cho đến trọn đời luôn. Đến khi ngài tuổi rất là cao. Tổ sư Ca Diếp là nhiều tuổi hơn Đức Phật Thích Ca. Chúng ta nhớ ngài nhiều tuổi hơn Phật Thích Ca. Đó. Nhiều hơn, nhiều hơn Đức Phật Thích Ca có khi đến 20 tuổi. Đó. Thế cho nên khi mà ngài đã già rồi thì Phật Thích Ca có nói là thôi Đại Ca Diếp không thực hành đầu đà nữa. Nghe không? Nhưng Ngài Đại Ca Diếp vẫn bạch xin Phật cho con tiếp tục được giữ gìn hạnh đầu đà cho trọn vẹn. Và Đức Phật chấp nhận. Vì đấy Ngài là nêu cái tấm gương sáng cho muôn đời sau. Vì cái pháp hạnh đầu đà này là cái pháp hạnh của Bậc Thánh giúp cho hành giả tiến gần với Thánh quả. thế trong kinh nói sao? 13 pháp hạnh đầu đà là đã gần kề bên Niết Bàn lại còn có lợi ích to lớn cho chúng sinh không kể xiết nữa. Đấy. Trong kinh My Tiên Văn Đáp thì Khâu Na Tiên có nói đấy, 13 cái pháp hạnh đầu đà này, ai thọ trì 13 pháp hạnh đầu đà này là người đó đã gần kề bên Niết Bàn rồi đấy. Thực hành 13 pháp hạnh đầu đà một cách đầy đủ thì người ấy đã gần kề Niết Bàn rồi. Đại chúng, để mà đi đến Niết Bàn nó rất là khó, rất là xa rồi nhưng mà thực hành đầy đủ pháp hạnh đầu đà là người đã ngay bên cạnh niết bàn rồi đấy thì lại chúng thấy nó quý thế nào cực kỳ là quý quý lắm cho nên tổ sư ca diếp nêu cao cái gương hạnh đầu đà để cho thế hệ đệ tử phật các hàng tăng sĩ sau này nói gương để giữ gìn cái mạng mạch phật pháp và nếu không có cái pháp hạnh đầu đà này thì phật pháp của chúng ta rất dễ suy tàn và suy tàn sớm nữa rồi đấy ở đây thầy nghĩ là nếu không có cái pháp hạnh đầu đà ngài ca diếp không nêu gương về đầu đà à, thì đạo pháp của chúng ta đã suy vi và có lẽ là đã đã lụi tàn từ lâu rồi nhưng nhờ có ngài đại ca diếp và nhiều các bậc tổ sư của chúng ta cũng thế tiếp nối giữ gìn pháp hạnh đầu đà cho nên là đạo pháp chúng ta vẫn còn đến bây giờ vì nếu tăng chúng tu tập mà không biết một chút gì đến pháp hạnh đầu đà À, ở đây thầy nói gọi là sướng tu á, Thì làm sao mà đắc đạo Mà sướng tu thì sẽ Sẽ buông thả phải không? Sẽ lại đi vào các dục thôi Cho nên người ta phải Đã tu là phải khổ tu Đã rèn luyện là nó phải có cái khổ Thì nó mới là rèn luyện Và nó mới có giá trị Chứ còn mà gọi là đi tu mà bảo sung sướng Thì không phải là tu Thầy vẫn nói đi tu Mà như là đi chơi du lịch ấy Phải không? giống như được đi khách sạn đi resort ấy thì không phải đi thế thì không gọi là tu chút nào ừ. cho nên đã gọi tu là phải khổ tu thế cho nên trong nhà thiền chúng ta gọi là tu thì trước khổ sau mới vui khổ luyện mới thành tài vào bao giờ thì coi như là rèn luyện nó thật khổ thì mới có thể có những cái cái sự thành tựu được Đấy trong nhà thiền có câu là gì nếu chẳng một phen xương lạnh buốt mà hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương khi mà mình chưa một phen ấy, xương mình lạnh buốt chứ không phải là cái xương bên ngoài xương này xương tủy mình này lạnh buốt thấu xương thấu tủy thì chưa dễ gì ngửi được cái mùi, mùi hoa mai hương của hoa mai mà không dễ gì tức là chưa thể nào thấy được cái đạo vị cho người tu nào cũng thế Thực sự nếu người chân chính tu hành thì không nhiều thì ít đều phải thực hành cái pháp hạnh đầu đà. Nếu thực hành đầy đủ cả 13 pháp hạnh đầu đà thì đấy là cái bậc rất là đặc biệt. Đấy. Tổ sư Đại ca Diếp của chúng ta là Ngài là người thực hành đầy đủ 13 pháp hạnh đầu đà và trọn đời luôn cho đến lúc Ngài rất già, rất già. Và Ngài vẫn giữ gìn cái pháp hạnh đầu đà. đó Chứ không phải cái chuyện bình thường và nếu theo một số cái truyền thuyết của Phật giáo thì tổ sư Đại Ca Diếp đến nay ngài vẫn chưa nhập niết bàn đâu, ngài vẫn còn giữ y áo của Đức Phật bình bát Đức Phật ở trong núi kế túc đó, để đợi sau này khi mà Đức Phật Di Lặc hạ sinh xuống trần gian thì tổ Ca Diếp sẽ truyền lại cái y bát của Đức Phật thích ca cho Đức Phật Di Lặc đấy, cái này là theo một cái truyền thuyết khác không phải ghi trong lịch sử chính thống Phật giáo nhưng có cái, những cái truyền thuyết như vậy và ở Ấn Độ thì có cái núi Kê Túc và người ta cũng vẫn đang tin tưởng là ngài Ca Diếp đang ngồi nhập định ở trong núi Kê Túc. Chúng ta biết cái nhập định của Phật giáo thì nếu mà nhập vào những cái định diệt thọ tưởng định thì nó có thể trăm ngàn vạn năm, thân thể vẫn không hoại không ảnh hưởng gì cả, cái chuyện là chuyện rất bình thường. Đó, thế thì ở đây chùa chúng ta bản thân á, thầy thì thầy mong muốn cho Phật pháp được trường tồn được lâu dài và mong muốn là có những vị thánh tăng xuất hiện vì chúng ta biết đấy, một vị thánh tăng xuất hiện nó lợi ích vô cùng cho chúng sinh và chúng sinh mờ tối không biết đường đi nếu thật sự có một vị thánh tăng có một vị tu hành chứng đạt thánh quả thì nó vô cùng là giá trị và vị ấy sẽ soi đường chỉ lỗi cho chúng ta dẫn dắt chúng ta không có sai lạc và là cái ruộng phước điền to lớn cho chúng sinh rất quý thế mà để mà có được vị thanh tăng như thế thì cái pháp hạnh đầu đà phải được triển khai phải được ứng dụng tu tập cho nên là từ năm 2015 chùa Ba Vàng thì thầy đã triển khai cái pháp hạnh đầu đà cho tăng chúng thực tập tu tập đến nay thì chùa mình thì đến nay thì chưa đủ hết cả 13 hạnh đầu đà nhưng chắc cũng được khoảng 11 10 11 hạnh đầu đà còn cái hạnh ngủ ở nghĩa địa nữa <laughs> đó. Hay là mình chưa thực hiện đó. Hay là ngủ ngồi mình cũng chưa thực hiện thôi có hai cái hạnh đấy, Chắc còn mình đã làm được đến 11 cái hạnh, 11 cái hạnh đầu đà. Thế thì đó là những cái hạnh đầu đà cũng rất là căn bản. Nhà tăng chúng chùa mình đang thực hiện cái này. Ừ. Thế và trong kinh Đức Phật nói đó, người mà thọ trì hạnh đầu đà, đầy đủ 13 hạnh đầu đà là người đã kề cạnh niết bàn cơ mà. Thọ trì một cách nghiêm túc thì người đó kể cạnh nhất Bàn. Tức là người đó rất dễ có cơ hội có duyên để mà chứng đạt thánh quả. Nó quý lắm. Đó. Cho nên à, cái mà Thầy mong mỏi là tăng chúng chùa chúng ta không những bây giờ mà tiếp nối mãi mãi về sau đều thực hiện pháp hạnh đầu đà hết. Đó. Nó quý cái giá trị của pháp hạnh đầu đà. Đấy. Trong kinh thì Đức Phật nói về pháp hạnh đầu đà nó rất nhiều ý nghĩa. À pháp hạnh đầu đà ấy, nó giúp cho hạnh kiểm của người tu được thuần khiết, thực hành hoàn thiện hạnh kiểm, Đấy. bảo vệ được thân khẩu, tâm ý được trong sạch. Đấy. Và thực hành đầu đà thì nó khiến cho hành giả bám chặt vào cái sự tinh tấn. Người đã thực hành hạnh đầu đà thì người đó luôn luôn có sức tinh tấn và dứt trừ sự lo sợ, dứt trừ được cả thân kiến ngã kiến, dứt trừ oán kết. Nà, và an trú vững vàng ở trong cái tâm từ bi cái người mà thực hành được hạnh đầu đà thật sự thì tâm từ bi người đó nó rất là lớn và, và người đó cái tâm nhẫn nhục cũng thế cũng sẽ được tăng trưởng và người này có rất nhiều cái điều được lợi ích thưa đại chúng nếu trong kinh nói thì ở đây kể ra không hết đấy. trong kinh Mì tiên ngày ma tiên nói là có 28 rồi rất nhiều, rất nhiều những cái lợi ích khác nữa Của cái pháp hạnh đầu đà này Nó cực kỳ giá trị Cho nên là Thầy thì cũng mong muốn là bất kỳ ai Ở chùa chúng ta sau này Mà phát nguyện xuất gia thì đều ý thức được điều này Đã xuất ra ở chùa Vàng là sẽ phát nguyện Tu tập thực hành hạnh đầu đà Để mà Mà vào thánh quả Cái đó là cái điều như vậy Thế thì hôm nay Toàn thể đại chúng à, kỷ niệm Ngày vía của Đức tổ sư Đại Ca Diếp với một những cái chương trình hết sức là đặc sắc wow. à, Ban Văn hóa Truyền thông của chùa cùng với câu lạc bộ Cúc vàng đã có một cái vở kịch rất là đặc biệt để chúng ta mọi người được hiểu biết sơ qua về Đức tổ sư đầu đà đệ nhất Đại Ca Diếp của chúng ta và wow. một con người xuất sinh như thế ở cái dòng họ cao quý trong một gia đình đầy đủ như thế vào wow nhưng mà lại có một cái cuộc sống rất là phạm hạnh và để chúng ta mới thấy tu tập nó quả thật là một quá trình tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải nói ngay một kiếp này tu mà được như vậy đâu ngài đại ca diếp là cũng rất nhiều kiếp tu hành rồi cho nên chúng ta biết tu hành giống như mình đi mình mình đi mình nhặt thóc đó. cứ mỗi ngày mỗi ngày cóp nhặt một chút và tích lũy công đức phước báu chúng ta tích lũy kiếp này được thì kiếp sau mình sẽ lại tốt hơn cho nên kiếp nào kiếp nào ta cũng phải tích lũy công đức và phước báo tích lũy các cái ba la mật cho mình thế thì đến một cái kiếp nào đó ta chỉ có khi nghe một câu kinh ta liền giác ngộ Thầy đức phật ấy, rất nhiều người nghe một câu kinh là giác ngộ có khi vào tu tập một thời gian rất ngắn là chứng đạo là vì họ đã tích lũy đầy đủ công đức phước báo rồi đó cái đó là cái sự thật mà cho nên chúng ta không thể phủ nhận cái chuyện tích lũy công đức phước báo được thế nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cũng thế, nghe không? phải kiên tâm hành trì, thực hành các cái công hạnh ba la mật, tích lũy các cái phước báu và công đức để cho mình một ngày nào đó mình cũng được đủ duyên nghe, tu tập và đủ duyên thực hành cái hạnh đầu đà này. Vì thực hành hạnh đầu đà cũng rất là khó. Trong kinh có nói những có những người không thể thực hành hạnh đầu đà này được. Những người mà tâm nhiều ganh ghét đố kỵ, những người mà tâm nhiều cái sự hưởng thụ đam mê dục thì khó thực hành lắm đại chúng nhà những cái người thế là khó thực hành được cái hạnh đầu đà hạnh hạnh khổ hạnh này cho nên thực sự mà nói là người hành được hạnh đầu đà là người cũng phải có nhiều cái công đức tu tập rồi mới thực hành được hạnh đầu đà Đấy, và thực hành hạnh đầu đà là con đường rất gần để đi đến thánh quả chứng đắc niết bàn thế thì hôm nay nhân cái buổi lễ kỷ niệm đức tổ sư đại ca diếp toàn thể tăng ni phật tử chùa Ba Vàng chúng ta nhớ tưởng về ngài về công hạnh của ngài thấy được con người của ngài nó cũng rất là trong sáng gọi là cũng rất là toàn thiện từ bé cho đến trọn đời có thể nói đức tổ sư đại ca diếp cũng không khác gì đức phật thích ca của chúng ta cho nên trong kinh ấy đã có cái có bài kinh mà đức phật ấy nói là mời ngài Ca Diếp lên và Đức Phật ngồi cho nhường cho Ca Diếp một nửa tòa. Thế đấy chúng tức là cái vị trí của ngài Ca Diếp trong tăng đoàn trong giáo đoàn cũng rất là lớn như vậy đấy. Đức Phật cũng thế rất là quý trọng. Đệ tử Đại Ca Diếp. Đấy thì chúng ta thấy và người có thể nói Đại Ca Diếp cũng là một trong những anh lớn của tăng đoàn Phật giáo là tấm gương sáng ngời cho tăng ni phật tử chúng ta noi theo để tu học Thế nên, cho nên gương hạnh đầu đà của tổ sư đại ca diếp mãi mãi sáng từ ngàn xưa cho đến mãi mãi mai sau chùa ba vàng chúng ta tăng ni phật tử chúng ta phải treo cái tấm gương ấy lên thật cao và để soi sáng để soi tỏ kính thưa đại chúng thầy xin đọc câu hỏi từ nick facebook của bạn thảo nguyễn hỏi thế này con kính chào thầy con có một câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp con bị một căn bệnh không phải là tự kỷ mà y học hiện đại gọi là hội chứng lo âu xã hội. Hội chứng lo âu xã hội. Con biết không chỉ riêng con mà xã hội bây giờ rất nhiều bạn trẻ cũng bị cái bệnh này. Con năm nay 30 tuổi rồi mà bệnh càng ngày càng nặng. Càng ngày càng không thích giao tiếp, nói chuyện với ai, thấy người khác mà con chỉ muốn tránh mặt, rất sợ gặp người con thật sự rất khổ tâm mà không biết phải làm thế nào cả nó vừa là một dạng tính cách vừa là bệnh thầy có cách gì có thể giúp con thoát khỏi tình trạng này được không ạ à? con xin cảm ơn thầy ạ à. thưa đại chúng đại chúng rõ câu hỏi bạn này chưa câu hỏi bạn viết rất dài nhìn chung thì bạn nói là về cái, cái, cái căn bệnh của xã hội bây giờ gọi là bệnh lo âu xã hội cái chứng lo âu xã hội Đấy chúng ta thấy không à, xã hội khoa học công nghệ càng ngày càng phát triển người ta gọi là càng ngày càng văn minh đấy mà con người có hết khổ đâu hết thứ bệnh này sinh ra lại đến thứ bệnh kia sinh ra cho nên thật sự là nhân loại thầy nói gì thì nói vẫn còn đang luẩn quẩn nếu nhân loại không tiếp cận được với cái sự giáo dục của phật giáo thì nhân loại mãi mãi luẩn quẩn phát triển để đi đến đâu tiên tiến để đi đến đâu sản xuất ra được bom hạt nhân nguyên tử rồi sau đến những cái loại bom gì nữa để đi đến đâu nào đi đến đâu nếu mà gọi là để tìm hạnh phúc thì những cái đó không phải là cái đem lại hạnh phúc cho chúng ta thực sự đấy thưa đại chúng các cụ nhà ta cách đây một vài trăm năm vào các cụ làm gì có những cái thứ tối tân như thế nhưng mà các cụ cũng có hạnh phúc đấy chứ, Phải không? kể cả không có máy bay, không có ô tô ngày xưa đi xe ngựa, đi xích lô, đi xe kéo tay thôi nhưng các cụ cũng vẫn hạnh phúc chứ, Phải không? có khi chỉ loanh quanh với xóm với làng nhưng mình cũng vẫn vui vẫn nếu nói về cái, cái chất lượng cuộc sống nhiều khi các cụ vẫn hạnh phúc, còn con người bây giờ khoa học phát triển, cơ giới phát triển đến như thế này nhưng con người ta vẫn không hạnh phúc và bây giờ lại sinh ra một cái loại bệnh gọi là bệnh cái hội chứng gọi là lo âu xã hội như bạn này bạn hỏi. Bạn ấy đang bị cái hội chứng này mới 30 tuổi đầu nhưng mà mà rất là ngại giao tiếp, nhìn thấy ai cũng có cảm giác sợ, muốn tránh mặt. Thì cái hiện trạng này bây giờ trong thanh niên cũng khá nhiều người bị như thế này. Nó trở thành một cái hội chứng lo âu và người ta gọi là xã hội tức là gần như trong xã hội rất nhiều. Nhiều người ta gọi là xã hội. Cái gì xảy ra nhiều với số đông người ta gọi là xã hội bệnh xã hội à, covid giờ cũng là một cái dạng bệnh xã hội rất nhiều người bị đó thế cái hội chứng lo âu này bây giờ thì đương nhiên nó là lo âu thì người ta gọi là hội chứng lo âu thôi còn xét mỗi cá nhân chúng ta nó là một thứ bệnh nó xảy ra thế bạn này giờ bạn hỏi là, là, là bạn ấy bị như vậy giờ thì làm thế nào bạn rất khổ tâm vâng à, rất khổ tâm thế thì thưa đại chúng ấy thì cái hội chứng lo âu này nó đã xảy ra một số năm gần đây. Đã. Thế thì nhiều nhà khoa học, y học, xã hội học người ta cũng nghiên cứu, người ta có đưa ra những cái khái niệm như thế này. Thầy xin đọc để chúng nghe. Đây thầy đang nói là về mặt góc độ thế gian, người thế gian họ nghiên cứu và họ đưa ra những cái khái niệm. Họ nói thế này: dối loạn lo âu xã hội là một bệnh lý tâm thần thuộc nhóm bệnh dối loạn lo âu đây là một phản ứng bình thường khi phải đối mặt với sự căng thẳng. Tuy nhiên, khi cảm thấy lo âu quá mức hoặc quá lâu, thì có thể đó là dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu. Bệnh nhân bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi bị người khác nhìn hoặc bị phê bình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, học tập hay những hoạt động thường ngày khác. đấy thì chúng ta hiểu rồi. À, cái tình trạng tuổi trẻ bây giờ không, mắc cái này vào À, nó là do những cái sự căng thẳng lâu dài, thế rồi à, những cái áp lực khiến cho nó trở thành một trạng thái bệnh, ừ, trạng thái bệnh và nhiều khi là bệnh nhân không thể tự vượt qua được mình, có thể có chỗ người ta quy kết cái này là trạng thái tự kỷ, phải không? chúng ta cũng thấy mấy năm trước có một số người nói là cái bệnh gọi là rối loạn đa nhân cách, đúng không? mấy cái người bị vong nhập ấy thì bên khoa học y học ta gọi đây là bệnh rối loạn đa nhân cách rối loạn đa nhân cách nghĩa là người này lúc thì thể hiện tính nết mình lúc thì thể hiện tính nết của ai ở đâu đó đấy. thế nhưng mà đấy là mấy cái anh khoa học y học nó không hiểu gì cả nhà mình thì biết rõ là ma nhập làm vong nhập là quỷ nhập mình thì nói rõ anh thấy kinh phật cũng nói rõ đến ngày một kiều liên đại thần thông như vậy mà ma nó vẫn còn chui trong bụng nó khuấy bụng này lên được cơ mà <laughs> có <laughs> phải chuyện thường đâu ủng hộ là chúng ta ma nó tha gì mà nó không nhập nhiều khi chính mình cũng lại còn mời ma về yeah. thế nhưng mà anh khoa học thì anh bảo đây là rối loạn đa nhân cách anh không biết gì cả tại vì anh thấy người ta lúc thì thể hiện tính nết của người này lúc này thể hiện tính nết người kia yeah. thế thì người ta bảo đấy là đa nhân cách nhiều người ở trong một con người hai trong một ba bốn trong một yeah. thế là anh gọi là rối loạn đa nhân cách cái bệnh rối loạn đa nhân cách nó không thể gọi cái từ như thế được. Gọi cái từ rất chung chung. À, cái từ nó lại chẳng phải là bệnh. Rõ ràng người ta đang là nhiều nhân cách trong này thì gọi là nhiều nhân cách đấy. Thế thì không gọi là bệnh được. À, phải gọi là bệnh gì chứ là bệnh rối bệnh loạn đa nhân cách. Gọi một cái tên nó rất là không… Thầy nói thật, cái tên nó không có giá trị gì cả. Ví dụ người ta bị lở lét tay. Tôi bị lở lét tay rồi gọi là bệnh gì? Gọi là bệnh lở lét tay. À, thế thì gọi là bệnh cái gì? lão à, lết tay phải gọi là, là bệnh ghẻ hay là bệnh gì vi khuẩn gì virus gì thế mới đúng chứ, bệnh lão lết tay lại gọi là bệnh lão lết tay thế thì gọi cái gì người ta đang rất nhiều nhân cách ở trong này lại gọi người ta là đa nhân cách thì đúng rồi còn gì nữa gọi cái tên nó rất là giả là, là mờ gọi là không có trí tuệ Đó. mà chúng ta thì biết rõ đây là bệnh tâm linh quỷ nhập ma nhập ma hành vong linh oan gia chủ nó hành rõ ràng như vậy mình nói rõ là đấy là cái bệnh ma hành quỷ nhập bệnh tâm linh nói thế là xong rồi nó hiểu rồi tự nhiên lại đưa cụm từ rối loạn đa nhân cách gọi đấy là một cái loại bệnh thế thì ở đây á rất nhiều người mắc cái chứng gọi lo âu này à, và một số các nhà xã hội học có nghiên cứu thì họ, họ định nghĩa là như vậy gọi đây là một bệnh lý tâm thần thuộc bệnh rối loạn lo âu <laughs> gọi là bệnh rối người ta đang rối loạn lo âu thì lại gọi người ta là bệnh rối loạn lo âu nghe rất là chung chung chả có sẽ ý nghĩa gì cả và họ nói rằng cái bệnh này nó thường xảy ra như sau bệnh rối loạn lo âu xã hội thì thường xảy ra trong những trường hợp này nói chuyện với người lạ này nói chuyện trước công chúng là bị rối loạn này khi hẹn hò ai đó hay là giao tiếp bằng mắt sử dụng nhà vệ sinh công cộng đi dự tiệc ăn uống trước mặt người khác, à, bắt đầu cuộc trò chuyện là xảy ra những cái rối loạn những cái lo âu này. đấy tức là cái biểu hiện của nó là thường xảy ra trong những lúc này. nguyên nhân của bệnh này thì họ đưa ra mấy cái nguyên nhân thế này. nguyên nhân chính xác của rối loạn lo âu thì lo âu xã hội vẫn chưa được xác định. Đấy, các nhà nghiên cứu họ nói là cái nguyên nhân của cái bệnh rối loạn lo âu này chưa xác định nó là do cái gì. thì chúng ta biết ngay cái sự kém của họ, phải không? họ đâu biết cái này do gì đâu. tuy nhiên Nghiên cứu hiện tại thì ủng hộ cái ý tưởng cho rằng nó được gây ra bởi sự kết hợp của các yếu tố môi trường và di truyền. Họ đi theo cái hướng là do môi trường và do di truyền khiến lên cái bệnh dối loạn lâu này. Ừ. Thứ nhất là sao? À, cái môi trường này, những cái trải nghiệm bị tổn thương thời thơ ấu cũng có thể góp phần vào dối loạn này như là bị lạm dụng tình dục, bị bắt nạt, mâu thuẫn gia đình trong gia đình xảy ra. Đó. Thứ hai là những bất thường về thể chất như là mất cân bằng về serotonin tức là một cái tố chất ở trong cơ thể có thể góp phần vào tình trạng này. Và một hạnh nhân hoạt động quá mức ở trong cấu trúc, ở trong não kiểm soát, phản ứng, sợ hãi đó, cũng có thể gây ra cái rối loạn này. Rồi một cái nguyên nhân nữa là những bất thường trong cấu trúc sinh học. Như là các nhà nghiên cứu thấy được rằng gì? Nó có những yếu tố di truyền Ví dụ như đứa trẻ có thể phát triển chứng rối loạn lâu xã hội bằng cách học hành vi của cha mẹ bị rối loạn lâu, đó, tức là có thể di chuyển. Đấy thì họ đưa ra mấy cái điều này, nào là môi trường sống một người từ bé sống trong một cái hoàn cảnh không tốt, bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng bức, bị gia đình bạo lực vân vân, à, hoặc là bị thiếu một số cái cái hormone nào đó trong cơ thể, hoặc là do cấu trúc di truyền. Đấy chúng ta thấy. Đây là hiện nay các nhà nghiên cứu là đang kết luận cái hội chứng lo âu này là do cái đấy. Phải không? Đó, đấy là các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học họ định nghĩa như vậy. Thế còn về Phật học chúng ta thì sao? Chúng ta biết rồi, xã hội là cộng rất nhiều con người, cho nên giải quyết vấn đề của con người cũng là giải quyết vấn đề của xã hội. Chúng ta chỉ nói đến một con người thôi, một người bị lo âu, bị rối loạn thế này nó là đâu vâng wow. nhà phật chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ con người ta là tổng hòa các nghiệp báo từ tiền kiếp và cộng với hiện kiếp này môi trường sinh ra cho nên cái việc ở đây các anh khác xác định là có yếu tố môi trường thì có lý cái môi trường của nhân loại của con người bây giờ quả thật là xấu tại chúng biết rồi ô nhiễm về không khí ô nhiễm về à, thức ăn ô nhiễm về âm thanh wow. ô nhiễm về văn hóa thầy nói văn hóa ô nhiễm tức là văn hóa xấu wow. những văn hóa xấu đấy cũng làm ô nhiễm chúng ta đấy. ô nhiễm về thức ăn thức uống ảnh hưởng đến thể chất ô nhiễm về không khí wow. ừ. ô nhiễm về âm thanh về tiếng ồn vân. v, v. Đấy. tất cả những cái này, ô nhiễm đúng là nó có ảnh hưởng nó sinh ra cho con người ta bị stress bị căng thẳng thì lo âu thôi, thưa đại chúng. Đấy là một cái về môi trường hiện tại. Và một cái nữa là do nghiệp báo. Thân chúng ta, tâm chúng ta là kết quả nghiệp báo từ vô lượng kiếp đến giờ. Phải không? Những con người mà đầu thai lại vào trong kiếp này nói thật sự mà nói, thưa đại chúng, là ác nghiệp cũng khá nhiều đấy. Thầy cho chúng ta là cái diện ác nghiệp nhiều mới sinh ra vào thời nay đấy, thưa đại chúng. Mạt pháp, mạt pháp thì cái xấu nó nhiều người ác nó nhiều, người ác lại được làm chủ nhiều, người tốt khó được làm chủ, đấy là mặt pháp. Cho chúng ta tại sao phải sinh vào thời này vì chúng ta cũng sẵn ác nghiệp. Wow. Uh, tiền kiếp chúng ta cũng làm những việc cũng không phải là hay ho tốt đẹp gì lắm. Mới đầu thai vào cái kiếp này để chịu những cái cái, cái quả kiếp này. Môi trường xấu thế này. Đấy là chúng ta sẵn những hạt giống bất thiện rồi. Cho nên những cái hạt giống ấy nó sang kiếp này nó sẽ phải trổ ra nó làm tâm tính cũng rối loạn, căng thẳng, thế này chúng bộc phát ra. Đấy, thì phải thấy rất rõ như vậy, chính báo thế nào thì y báo nó sẽ như thế. Cho nên cái nhìn của Phật giáo là tổng quan. không có thiếu một cái, cái nhân cái duyên nào hết đấy. Đó, rõ ràng. vậy thì bây giờ làm sao đây bạn này bạn hỏi? Mấy cái anh khoa học thì anh chưa biết cách chữa cái chứng bệnh này thế nào, nguyên nhân không biết thì làm sao mà chữa được? Họ không biết nguyên nhân mà họ đang chưa kết luận được họ đang đồ đoán là do cái này do cái kia chưa phải chính xác cho nên không thể nào mà họ chữa cho nguyên nhân bệnh không biết thì không thể có phác đồ điều trị cho nó chuẩn được còn phật giáo chúng ta thì biết rất rõ rồi à, môi trường xấu thì phải thay đổi môi trường nghiệp báo xấu thì phải tu tập được chuyển hóa nghiệp rõ ràng thế thôi cho nên tất cả những cái bệnh nhân này thì nếu đang ở một cái môi trường xấu ví dụ môi trường chỗ là toàn nhà máy công nghiệp khói thải rồi Ẩm mỹ chỗ chợ búa xe cộ đi suốt ngày thì nên chọn cái chỗ nào tĩnh tại đi đến chùa đi đến một cái môi trường uh, nào đó bớt đi những cái môi trường ô nhiễm đi là một cái. Vâng. Cái môi trường làm việc của mình mà nó quá nhiều chuyện phức tạp cũng là cái sinh ra lo âu ấy, thì bớt phải tránh nó đi rời tạm thời rời xa. đấy, cái khóa tu mùa hè chùa mình vừa rồi ấy, có cái bài hát mà cô chủ nhiệm sáng tác mà à vâng. khoác ba lô rời thành phố. Vâng về muốn cho tâm hồn mình thanh thản về chùa thanh thản bảy ngày các cháu rời điện thoại rời laptop rời ipad không đầu óc nó rất thoải mái đại chúng thử đúng thật đấy thầy nghĩ là chúng ta bây giờ gần như là cái điện thoại đúng là nó kề bên thân thật rời nó rất khó nhưng mà cũng phải có một phen dũng cảm dứt đó thử xem Nghe không? dứt đó có khi nó rất là khỏe nó quá mệt thôi đại chúng thực sự đấy điện thoại nó chằng chịt chăng chéo đủ thứ ở trên cái thế giới này, à, mà đã dính mắt vào rồi là khó dứt được ra thế này chúng, à dính mắt vào nó rồi là khó dứt được ra và cứ thế nó cuốn chúng ta đi. nên các cháu nó bảy ngày về đây nó rời tất cả những thứ ra mà nó khỏe thế đại chúng, rời ra quá là khỏe. À, những năm tháng trước ấy chúng ta làm gì có điện thoại hoặc làm gì được xem à, ipad cũng có, cũng bị đâu. bây giờ là, là chúng ta cứ ôm nó thôi. thực sự cũng có ngày phải tính phải rời nó ra thử rời nó xem thế nào, mà chúng ta biết là rời nó cũng không chết mà, chưa chết được đâu. thử rời nó ra để cho mình được sống lại với chính mình. Thế thì ở đây đối với Phật pháp chúng ta biết rồi, thứ nhất là phải thay đổi được cái môi trường, chuyển được thì tốt. Còn thứ hai nữa không thì phải tu tập để chính mình chuyển cái nghiệp cũ của mình đi. Cái nghiệp cũ của chúng ta đều là những cái nghiệp xấu ác rất nhiều. Trong tiền kiếp, chúng ta đều là những người gây tạo những ác nghiệp rất nhiều mới sinh vào trong cái kiếp này. Cho nên chúng ta rất dễ mắc cái bệnh lo âu, trầm cảm này, rất dễ thời nay. Thì kiếp trước chúng ta cũng thế, chúng ta cũng khuấy đảo mọi người, chúng ta cũng hành khổ mọi người, nhiều thứ chuyện. Cho nên kiếp này chúng ta nó sinh ra. Đấy. Và nó đồng nghiệp cho nên sinh ra, cho nên mới thành ra xã hội gọi là lo âu xã hội. Hội chứng lo âu xã hội gần rất là nhiều là vì toàn những người đồng nghiệp cả thôi, cùng một nghiệp sinh vào trong cái thời này, đấy đại chúng thấy không? Đấy, cho nên bây giờ muốn tu thì mỗi người đều tu, thì cả xã hội sẽ chuyển, ai ai cũng tu, cứ ngày ngày nghe pháp thì tùng kinh lễ Phật sám hối tu tập, à, thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên mình hết lo âu hết trầm cảm hết stress, đấy, mình một mình người hết mình hết thì nhiều người hết thì là xã hội hết chứng lo âu xã hội, đấy, tự nhiên xã hội là hết lo âu, lại chỉ có vui vẻ thôi, đại chúng thấy như cái đất nước Bhutan đó họ làm gì có cái hội chứng lo âu xã hội này phải không? từ vua cho đến dân họ sống đúng thuần thành phật giáo rất là an lành ung thư không một ai bị ung thư không có bị ung thư cả bao nhiêu trăm năm này họ không bị ung thư đấy cho nên họ chẳng có gì bị lo âu trầm cảm cả một xã hội họ như vậy từ vua cho đến dân đều sống theo phật pháp họ an lạc đó đấy cho nên gọi là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là bhutan đấy tôi lại chúng một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới không có những chuyện lo âu không có cái chuyện xạ cả một xã hội lo âu hội chứng lo âu xã hội này không à, họ sống như vậy những con người như có duyên phước họ về đấy thì cái thưa đại chúng là với cái câu chuyện về hội chứng lo âu xã hội này thì với cái giải pháp phật giáo mình chúng ta là như vậy một là chuyển cảnh chuyển môi trường tất nhiên phải có phước duyên mới chuyển môi trường được chúng ta thấy không không phải tự nhiên mà chuyển môi trường phải là người cũng có phước tích lũy phước mới có chuyển được còn không đủ phước thì khó chuyển cũng là chúng ta thấy trong nghiệp nó ràng buộc đấy. Thứ hai là không thì thôi tu tập để chuyển nghiệp của chính mình. Mình tu tập cho nên các Phật tử nhà mình thầy tin là rất ít người mắc vào cái hội chứng lo âu xã hội này. Đúng không? Cứ nghe pháp của thầy Thái Minh rồi là ăn ngon ngủ kỹ làm gì mà lo âu. <laughs> nghe pháp thôi tâm trí mình khai mở ra mình đâu có lo âu gì nữa thấy chứ nó thấy nhẹ nhàng có lòng tin phật pháp nó bớt lo âu dù thưa đại chúng thầy mới phật pháp hay là chúng ta biết phật pháp nó giải quyết được rất nhiều cái về mặt tinh thần chúng ta không bị sợ như người bình thường chúng ta không bị lo như người bình thường vì mình biết có phật thứ hai là mình biết có nhân quả thứ ba mình lại biết cách tu để chuyển nghiệp mình có cái rồi Đó. mình biết mình đang trả quả cho mình không oán trách ai không phiền não ai phiền hà ai đấy là đỡ rồi đây mình đang trả quả thứ hai là mình biết là à, còn có phật biết mình thứ ba là mình biết phật có dạy cho mình phương pháp tu để chuyển nghiệp có thuốc uống rồi cái người bệnh mà, 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 mà báo là có thuốc rồi mình thấy vui chưa cũng đã vui rồi đúng không thế thì tất cả phật tử chúng ta đây đều có thuốc hết rồi phật pháp có thuốc phật pháp rồi cho nên tự nhiên tâm mình nó đã khỏe mạnh lên rồi nó bớt lo âu bớt trầm cảm lên rồi cho nên là phật tử là sẽ rất ít bị mắc cái bệnh phật tử phải đúng nghĩa đấy có tu có học ấy. ít bị bệnh lo âu trầm cảm và như vậy là phật tử thì không bao giờ cái xã hội này trở thành bệnh lo âu xã hội cả